Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Quý vị, đến bây giờ thì tất cả các làn sóng những người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia như El Salvador, Guatemala và Honduras đã lần lượt đến sát biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ. Tây cơ, bởi thế một trong những sự kiện quan trọng đến từ Bộ Ngoại giao sau khi Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những cái quyết nghị về vấn đề cắt viện trợ cho tất cả các quốc gia miền Trung Mỹ. Như Huyền đến từ tất cả các quốc gia miền Trung Mỹ về sự cắt viện trợ như thế nào, thưa Như Huyền? Dạ, chính phủ hôm 30 tháng 3 đã cắt viện trợ cho các nước Mỹ, gọi là El Salvador, Guatemala, Honduras. Và khi Tổng thống Donald Trump đã lên án các nước Trung Mỹ đưa di dân với Mỹ và đe dọa đóng cửa biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Trong những ngày qua, theo Reuters cho biết, một con số người xin tị nạn từ 3 trước trên tìm cách vào Mỹ từ biên giới phía Nam đã gia tăng rất là nhiều. Và Tổng thống Trump hôm 29 tháng 3 cáo buộc các nước này đã lập các đoàn xe chở người di dân và đưa tới phía Bắc. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng rất có khả năng ông sẽ đóng cửa biên giới nếu Mỹ Tây Cơ không ngưng các cuộc tiếp đón di dân tiếp cận của quốc gia Hoa Kỳ. Cùng vận tin của Reuters đánh đi thì những người thường xuyên băng qua biên giới như là các công nhân và sinh viên lo ngại bước đi như vậy có thể tác động tới cuộc sống của họ. Tại một sân vận động ở El Paso, Texas, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đó là ông Beto O'Rourke đã lên án chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump là loại chính trị gây lo sợ và chia rẽ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các thông báo cáo buộc của bộ này cho biết rằng đang thực thi chỉ thị của Tổng thống Donald Trump bằng cách chấm dứt các chương trình viện trợ cho ba quốc gia Trung Mỹ có tên là Honduras, El Salvador và Guatemala. Kính thưa quý vị, đó là một trong những chính sách ngoại giao mới của Tổng thống Donald Reagan nhằm cắt đứt làn sóng những người di dân ồ ạt qua biên giới của Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ. Bây giờ thì chúng ta trở lại cuộc tranh cử vào năm 2020 về phía đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà có thể rằng ông Joe Biden là một trong những vị cựu phó tổng thống có thể liên hệ đến tất cả những cái mà chương trình Me Too đã nói đến, đó là xúc phạm vấn đề vào cơ thể của con người. Tất cả các tin tức đầu tiên và tuyên bố đầu tiên của Joe Biden vào cuộc va chạm vào người ta như thế nào, thưa Như Việt? Trong tuyên bố đầu tiên, kể từ một ứng cử viên chính trị ở Nevada cáo buộc ông ta đã chạm vào nơi không phù hợp trên cơ thể của cô, cựu phó tổng thống Joe Biden, ông hôm Chủ nhật cho biết ông không tin từng hành động đã không đây là một hành động không đúng mực, nhưng đã lắng nghe những lời đề nghị này. Đó là cô Lucy Floor nói rằng Biden đã hôn sau gái của cô sau sự kiện chiến dịch năm 2014. Và trong nhiều năm tham gia thử nghiệm chiến dịch trong cuộc sống cộng đồng, tôi đã đưa ra một vô số những cái bắt tay, những cái ôm, bài cọ tỏ tình cảm, sự ủng hộ và thoải mái, theo tuyên bố của ông Biden đã cho biết điều này. Ông Joe Biden đã cho biết rằng không có phải chỉ một lần và không bao giờ tôi tin rằng mình đã hành động không đúng mức như những gì cáo buộc bởi Lucy Floor.
Nếu cô có gợi ý rằng tôi đã làm như vậy, tôi sẽ lắng nghe một cách tôn trọng, nhưng đó không bao giờ là ý định của tôi. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên tất cả các ứng cử viên sẽ choàng vào tay người này, người nọ, người kia. Nhưng kém may mắn cho ông Joe Biden làm sao mà cái có thể nếu có được một cái hôn nồng thắm của Lucy Flo vào phía sau gáy của Lucy Flo. Đây là một trong những sự kiện sẽ làm liên quan đến cuộc tranh cử của ông Joe Biden. Bây giờ thì quý vị đã thấy những con ngựa của đảng Dân Chủ đã bắt đầu đưa ra khỏi chuồng cho tiếp tục vào cuộc đua năm 2020. Và chúng ta đã thấy một số đã vấp ngã. Cuối tuần qua, ứng cử viên của đảng Dân Chủ có thể xảy ra đó là Joe Biden đã phải trả lời các cáo buộc từ chính trị gia Dân Chủ của Nevada. Kính thưa quý vị, đó là người đẹp Lucy Flora. Và cô ta đã cáo buộc rằng chính phó tổng thống đã khiến cô cảm thấy khó chịu khi ông đã ngửi tóc và hôn sau gái của tôi trong một cái cuộc biểu tình vào chiến dịch tranh cử năm 2014. Joe Biden trả lời: tôi không bao giờ cảm thấy như thế và không bao giờ có những hành động phù hợp như thế ở những nơi khác và trong vùng gọi là kiểm soát của tôi. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà có thể nói làm cho người ta bắt đầu nghi ngờ về thái độ và cử chỉ của tất cả những ứng cử viên trong những kỳ tranh cử. Chắc quý vị biết một vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại vị bang Minnesota đã thân bại danh liệt khi cái tay của ông ta chỉ rờ vào sau đít của một trong những gọi là những người trong những và đã bị cáo buộc như vậy. Thì tất cả những ứng cử viên của Việt Nam, quý vị làm ơn cẩn thận dùng đi, không thì lại sẽ có những cái chuyện gọi là có thể nói gây khó khăn cho quý vị rất nhiều. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những nhân vật quan trọng. Kính thưa quý vị, đó là CEO của Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos đã có những cái cáo buộc liên quan đến phụ nữ trong những ngày tháng vừa qua. Và đến bây giờ thì tất cả các tin tức rò rỉ ra liên quan đến Jeff Bezos như thế nào, thưa Như Viện? Thưa quý vị, công ty mẹ gọi là National Enquirer, AMI, đang từ chối báo cáo rằng chính phủ Saudi đã hack vào điện thoại di động của CEO Jeff Bezos, là một trong những CEO lớn nhất của công ty Amazon. Giám đốc an ninh Bezos, ông Gavin DeBaker, đã điều tra làm thế nào cũng bước ra những hình ảnh và những tin nhắn trên Facebook của Bezos đã bị rò rỉ cho Enquirer. Vào tháng 7, anh ấy đã xuất hiện bản op ed trong Daily Beast. Và ông ấy cũng đã cáo buộc AMI liên minh với một quốc gia nước ngoài đang tích cực cố gắng làm hại những công dân của Mỹ. Và The Baker nói rằng nhiệm vụ của anh ta là tìm ra kẻ những rò rỉ, những thông tin cá nhân của Bezos cho National Enquirer, và họ đang điều tra vấn đề này. Kính thưa quý vị, một trong những đối tượng điều tra không ai xa là đó là chính phủ của Saudi Arabia. Và ông viết rằng một cuộc điều tra bao gồm các cuộc phỏng vấn với tất cả các chuyên gia về phần mềm gián điệp có những người có quan hệ mật thiết với Thái tử Mohammed bin Salman. Tại sao ông bin Salman lại làm vào cái việc này? Kính thưa quý vị, vì họ đã phát hiện được ra một cái cách rất tự tin rằng Saudi đã truy cập vào điện thoại của Bezos và có được thông tin cá nhân. Như quý vị đã biết, vào tháng 2, Bezos đã cáo buộc nhà xuất bản National Enquirer đã tống tiền anh ta bằng cách đe dọa sẽ công bố những bức ảnh dâm dục của anh ta và người tình được cho là người tình của anh ta. Người dẫn chương trình truyền hình của Lauren Sanchez, một trong những người phụ nữ có thể rất với vẻ đẹp rất là khả ái và kiều diễm. AMI đã nhiều lần nói rằng anh trai của Sanchez, Michael, đã tỏ ý rò rỉ tất cả các tài liệu và hình ảnh, nhưng anh ấy đã phủ nhận tin này. Tuy nhiên, The Baker cáo buộc AMI có thể xem xét vụ tiếp cận của Michael Sanchez. Và The Baker cũng tin rằng chính phủ Ả Rập Xê Út đã có ý định làm hại đến Bezos vào từ tháng 10 năm ngoái, khi tờ báo của ông, đó là tờ Washington Post, đã bắt đầu đưa tin về vụ giết người Ả Rập có tên là Jamal Khashoggi. Và ông viết rằng không rõ mức độ nào, nếu có, AMI đã nhận được tất cả các chi tiết của vụ hack này qua các nguồn tin của Saudi Arabia. Bây giờ thì mới biết rõ ràng, theo nếu tất cả những sự kiện này đúng sự thật, là ông thái tử này đã bực tức khi tờ báo Washington Post dưới quyền sở hữu của Jeff Bezos đã đưa ra tất cả những tin tức liên quan đến vụ giết người tại tòa tổng lãnh sự của Saudi Arabia tại Istanbul. Và bây giờ thì tin tức lại đi đến một cái bước ngoặt quan trọng mới. Tất cả những sự kiện này, quý vị theo dõi xem tất cả những cái vấn đề trả đũa nhau trên thế giới này nó quan trọng đến như thế nào.
Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại một trong những chuyện ở một quầy quốc gia mà có thể nói rất gần của chúng ta. Kính thưa quý vị, đến bây giờ đâu có ai mà nói tình trạng mất điện nữa, phải không? Yeah. Nhưng Venezuela là một trong những cái quốc gia hiện nay đang đối diện với tất cả các cơn thử thách, đó là vấn đề cấp điện, thưa Như Huyền. Dạ, theo như quý vị cũng đã biết là cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đang diễn ra rất lớn tại Venezuela. Và cũng tồi tệ hơn như anh Trọng cũng đã nói, đó là sự mất điện xảy ra ở nước này. Và trong khi mất điện nhỏ hơn đã trở thành một sự xuất hiện hàng ngày trên khắp thế giới ở trên Venezuela. Và điều này đánh dấu lần mất điện thứ ba. Trong tháng 3 đã 3 lần mất điện rồi, thưa quý vị. Việc ngừng hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến điện, họ dần quá cảnh khiến dịch vụ bệnh viện gặp rủi ro, làm giảm nguồn cung cấp của nước sạch tại nước này. Và Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ của ông đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các đồng minh ở trong nước, cáo buộc họ phá hoại các nhà máy điện và lưới điện. Juan Guaido, chủ tịch quốc hội của đất nước này, được nhiều người quốc gia công nhận là tổng thống lâm thời tại Venezuela, nói rằng mất điện là một ví dụ khác về việc Maduro quản lý thu nhập từ dự trữ dầu khổng lồ của đất nước và không duy trì cơ sở hạ tầng công cộng cho nước này. Kính thưa quý vị, chúng ta nói đến quốc gia Slovakia là một trong những quốc gia ở Trung Mỹ, ở đó nơi lớn lên và sinh ra của một trong những người phụ nữ quan trọng của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đó là đệ nhất phu nhân Melania. Bây giờ thì Slovakia lại có một sự kiện quan trọng mà tất cả mọi người đều biết đến. Kính thưa quý vị, đó là một người phụ nữ đầu tiên được bầu trở thành vị tổng thống của Slovakia. Như vậy là Slovakia có hai người, một người là nữ tổng phu nhân của thần nữ, đệ nhất phu nhân, của tổng thống Melania, và bây giờ thì lại thêm một người đó là nữ tổng thống nữa. Một cái quốc gia mà có thể nói phái nữ lớn hơn phái nam, phải không? Quý vị đang cùng với chúng tôi, đó, kính thưa quý vị, đó là hình ảnh của bà tổng thống Slovakia, tân tổng thống của Slovakia. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.